cảnh tôi quay đây thì chưa còn liên tục hướng vào bảo cu gì em. Mắt nhỏ này đang lục một mắt. Cùi chưa? Bọn cùi này rất là bướng. Đến bọn cùi này. Chết. Sao lại đi đằng sau lắm. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Cô đeo đai cho thấy, phải chưa? Tổ sư chưa đi trên đầu nó ỉa xuống lồng của mình. Đúng rồi. Lại xuống rồi lần này xem có ăn hàng không. Lấy xa cái cánh bên trong, lấy xa cái cánh trong kia, đứng ở đấy là nhảy được vào cầu rừng. Đường đấy thì lại đứng đằng sau lồng ai chưa đấy, đúng rồi đấy, thành ra đánh được đồng chí có đá đấy, đá tốt, đá một phạch nó chết. Nhưng em nói đeo đá giả lý lấy chim một cặp đàn con khói mãi đeo ăn hồi rõ lâu. Ôi giời bổ rồi đấy, nào mà nhảy vào mắc hài như là một mặt. Lúc còn sau lưng lại còn nhục nữa. Đấy, di chuyển lên.
hai vợ chồng như này mào đều ngắn. Đấy, nào bù nhau đi, quá đẹp luôn. Nó đéo bao nhảy. Thế mới đều. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay nó chui đít này. Rồi, đá. Nhảy. Nhảy. Ơ. Lại chết tôi rồi. Sao nó cứ nhầm nhầm cái chỗ đấy nhỉ? Thế, đấy, mình nhảy nhẹ vào đi. Nó lại đèo đá đấy. Mắc hài. Nó cứ học đi. Đen chết đi. Nào nhảy. Lại suýt tiếp mình đi. Tên thua. Nhảy. Chết nha, ăn hàng rồi. F1 2018 đã về đội. Wow. Thế đẹp như thế này mà leo ra cái đấy, leo đít. Hài vãi chưa. Wow. Đây em bồi đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip của bộ hình linh nha.